Hello, xin chào toàn thể các em quý vị các bác đang theo dõi kênh của cửa hàng Nông Cơ Huy Hoàng các bác nhé. Địa chỉ của cửa hàng tại thôn 8 xã Bút So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, số điện thoại 0354392929. Và số đó thì cửa hàng chúng em thì có sử dụng Zalo và cửa hàng chúng em thì có nhận ship code toàn quốc luôn các bác nhé. Hôm nay là ngày 22 tháng 12 thì hôm nay thì cửa hàng chúng em xin phép giới thiệu cho các bác một lô máy cưa chữ N các bác nhé. Đó, hôm nay thì cửa hàng chúng em gồm có là tổng 12 cây. Rất chi là đơn giản, cửa hàng chúng em chia theo thành hai hàng các bác nhé. Hàng bên dưới là những mẫu máy cưa Estin và những dòng máy cưa cao cấp, đó trên dưới khoảng 3 triệu. Đó, còn hàng bên trên là những dòng máy cưa nhỏ nhẹ cắt tỉa cành hoặc là những dòng máy cưa ít để cho các bác về phục vụ gia đình, cưa giá rẻ để cho các bác phục vụ gia đình các bác nhé. Các bác nào kinh phí thấp thì lựa cho em cái hàng bên trên. Còn các bác nào mà muốn tầm phân khúc cao cấp thì các bác lựa cho em hàng bên dưới các bác nhé. Đó, và bên hôm nay lô ngày hôm nay thì có những cái mẫu máy cưa khai thác tầm trung đến sử dụng nhỏ nhẹ gia đình thôi các bác nhé. Không có những dòng máy cưa lớn để sử dụng chuyên nghiệp. Đó, và hôm nay thì để em qua nhanh. Hôm nay thì gồm có như Estin 023 này, Estin 020 này, N2 giá 3,5 triệu, Estin 023 giá 4 triệu các bác nhé. Một con máy cưa Estin 170C có tích hợp chủ giật trợ lực. N4 là một con máy cưa Echocurit 3501 và N5 là một con máy cưa Echocurit 3700. Tiếp đến là một con 3501 các bác nhá. Đó. Đấy là những dòng máy cưa cao cấp nòng đứng hàng bên dưới các bác nhá. Và hàng bên trên thì có N7 là một con máy cưa Echocurit cực kỳ đẹp và chất lượng luôn ạ. Đấy các bác nhìn. Tình trạng như thiếu thùng luôn các bác nhá. Một con N7 quá đẹp. Dạ, và một con N8, một con Ryobi tay dài cực kỳ xuất sắc. Một con Komatsu Zenowatt N9 G320 nhỏ nhẹ cho các bác phục vụ gia đình. Rồi, và con N10 là một con máy cưa Echocurit 3000. N11 là một con máy cưa Tadanka tay dài các bác nhá. Và hôm nay thì cả chúng ta có một con tay cụt Ryobi, hàng tay cụt máy móc cực kỳ VIP và đẹp. Đó, và hiện tại là những cái dòng trên này là cửa hàng chúng em là đã báo giá hết ở trên từng con máy rồi các bác nhá. Và giá là đã hiện tại là đã bao gồm miễn phí vận chuyển hết rồi các bác nhá. Miễn phí ship và tặng kèm phụ kiện. Bộ phụ kiện bên em là gồm một tí mở buji, một chiếc rũa và một tô vít trình. Rồi, và cửa hàng chúng em xin phép để máy quay xuống cũng như là giật test nổ từng con một cho các bác nghe qua tiếng máy. Dạ vâng, và hình thức đặt hàng của bên em thì cực kỳ đơn giản luôn các bác nhá. Các bác cửa hàng chúng em thì không cần cọc trước các bác nhá. Các bác chỉ cần để lại cho em địa chỉ, số điện thoại cũng như là tên. Các bác nào mà chốt con nào thì đọc giúp cho em cái mã mà cửa hàng chúng em đã đánh dấu ở trên từng con máy rồi. Như con này là con N1 này các bác. Đó là cửa hàng chúng em biết ngay là các bác muốn đặt hàng con này. Thì cửa hàng chúng em sẽ đóng hàng gửi đi cho các bác. Hàng tới các bác nhận hàng, kiểm tra hàng đúng máy trên video, test nổ thoải mái rồi các bác mới thanh toán các bác nhá. Không cần phải cọc trước luôn ạ. Vâng, và đầu tiên thì cửa hàng chúng em là lên cho các bác một con máy cưa N1, một con máy cưa Estin 023, một con mà khai thác tầm trung các bác nhá. Con này thì có thể kéo được khoảng tầm 550 đổ về. Đó, hàng chuẩn Made in Germany, hàng bãi Đức, tình trạng nguyên zin nguyên bản từ A tới Z các bác nhá. Hàng này là chuẩn hàng Nhật bãi nhập về luôn các bác nhá. Không chưa qua tay của người Việt Nam mình sử dụng. Máy móc cam kết cho các bác là nguyên zin từ A tới Z. Thắng xích thì sử dụng đầy đủ nguyên này. Đấy. Con này thì tình trạng ấy cũng khá là đẹp. Tích hợp hai ốc lam bạn trực tiếp bằng khóa 19. Con này lam, con này là mặt cắt là được 37 phân các bác nhá. 37 phân. Đấy. Đây là có cái cây thước. Đó, cửa hàng chúng em đo luôn cho các bác nhá. Xích là xài xích chung 91. Sợ xích thì khá là to bản này các bác. Khá là to bản các bác nhá. Con này thì theo máy là lam xích là tình trạng là nguyên zin nguyên bản của nó. 40 ly, nòng 40cc, công suất 40cc. Đây là phần bô mặt tiền đằng trước của nó đây. Con này thì hiện tại thì cửa hàng chúng em đang bán với giá là 4 triệu đồng. Giá là đã bao gồm phí ship rồi các bác nhá. Và tặng kèm phụ kiện. Bộ phụ kiện bên em là gồm một típ mở buji, một chiếc rũa và một tô vít chỉnh này các bác. Đó. Và hàng Estin thì có lẽ là không còn xa lạ gì nữa rồi. Bởi vì có lẽ là các bác nào mà chuyên sử dụng về máy cưa, máy cắt cỏ, có lẽ là hãng này nó thuộc dạng top đầu về ngành máy cưa các bác nhá. Siêu bền, siêu chất lượng luôn. Hãng này thì cực kỳ nổi tiếng rồi các bác nhá. Đó, đây là một con máy cưa thì của hãng này nó đã qua sử dụng rồi, cũ rồi, nhưng mà giá thành của nó thì nó vẫn còn rất là cao các bác nhá. Đó, nên là con này thì cực kỳ bền luôn, xài cực kỳ bền, lợi xăng, tiết kiệm xăng. Hãng thương hiệu của hàng Đức rồi các bác nhá.
Ok, chúng em xin phép giật test nổ con này cho các bác ngồi từng máy. Máy móc thì cửa hàng chúng em đã căn chỉnh cũng là test nổ dọn nổ tất cả ngon lành hết rồi các bác nhé. Và đặc biệt thì con này thì cửa hàng chúng em đã lên nhông đồng tiền cho các bác rồi nhé. Lên chén nhông đồng tiền cho các bác rồi. Đó, xài thì cực kỳ bền luôn, chén nhông đồng tiền ở bên trong này. Đó. Xài cực kỳ bền, không phải là hàng chén mũi khế các bác nhá. Giá 4 triệu đồng cho con N1023 Estin 023 các bác nhá. Dạ vâng, tiếp đến là con N2 này, một con máy cưa cũng dạng khai thác tầm trung. Con này thì công suất của nó là 36cc các bác nhé. Một con máy cưa Estin 020 nòng 5. Con này thì nòng 40mm, công suất 36cc. Hàng Estin vòng tua cực kỳ khỏe. Con này thì có một ốc lam trực tiếp bằng khóa 19 thì cũng cực kỳ chắc chắn luôn rồi. Đó, con này thì cũng có thể kéo được khoảng tầm 550 đổ về. Đây là phần mặt tiền của nó này các bác. Hầu như là chưa hề có vết han gì hay là chóc sơn gì các bác nhé. Một con máy cưa cực kỳ đẹp. Con này thì cả chúng em đã lên cho các bác luôn một sợi xích mới rồi các bác nhé. Lam mặt cắt được 32 phân. Lam mặt cắt được 32 phân. Đó, một con máy cưa Estin 020 cực kỳ đẹp và xuất sắc luôn. Quá đẹp, quá chất lượng luôn các bác nhé. Thắng xích vẫn là ok, sử dụng ngon lành từ ATZ. Đây, thắng xích từ ATZ. N2 giá 3.500.000, giá đã bao gồm phí ship và tặng kèm phụ kiện. Các bác muốn đặt hàng con này thì đọc cho em cái mã là N2 các bác nhé. Để lại cho em địa chỉ, số điện thoại cũng như là tên thì cả chúng em sẽ ship đến tận nhà cho các bác luôn nha. Đúng máy trên video luôn ạ. Các bác chốt con nào thì cả chúng em sẽ gửi đúng máy con đấy cho các bác. Đó, rồi vâng, cửa hàng chúng em xin phép giật test nổ con này cho các bác nghe qua tiếng máy. Máy móc cửa hàng chúng em đã test nổ, căn chỉnh, dọn nổ tất cả ngon lành hết rồi. Về các bác chỉ việc xài và sử dụng thôi. Một con máy cưa hàng bãi, tình trạng máy móc nguyên zin nguyên bản. Linh kiện thay thế sửa chữa dễ dàng các bác nhé. Linh kiện thì thay thế thì đảm bảo cho các bác là lúc nào linh kiện cũng có sẵn luôn. Một con máy cưa Estin 020 chuyên khai thác tầm trung, kéo tầm 550 đổ về. Đó. Dạ vâng, còn với nhu cầu mà cho các bác mà thích sử dụng nhẹ nhàng, về sử dụng gia đình thôi, mà cần tìm một chiếc máy cưa mà VIP một tí xíu, hàng nhẹ nhàng, tuyển chất lượng, thì các bác tham khảo con này các bác nhé. Một con máy cưa Estin 170C. Cái phần tem này thì nó đã bị bay mất rồi, nhưng mà nói chung là hàng cũ, mà quan trọng là bên trong nội thất nó như thế nào, đúng không ạ? Một con máy cưa Estin 170C này. Con này thì tích hợp ốp lam tăng chỉnh xích nhanh. Đó, làm con này mặt cắt được 30 phân, xích là xài xích chung 91. Xích chung 91 các bác nhá. Tình trạng đây, mặt tiền tất cả ấy, tem mác là hầu như là còn chuyển chỉ nguyên này. Nguyên zin nguyên bản từ ATZ, thắng xích sử dụng đầy đủ nguyên. Giá 3.300.000. Cam kết cho các bác là hàng chưa bung chạm máy móc, nguyên zin nguyên bản hết các bác nhá. Đây, bồi lọc gió tất cả đều sạch sẽ. Hàng tới các bác kiểm tra hàng, test nổ dọn nổ thoải mái. Không phải lan tan những cái gì cả. Không cần cọc trước các bác nhá. Một con máy cưa Estin 170C có tích hợp trục giật trợ lực cho các bác. Sử dụng gia đình, nòng 37 ly các bác nhá. Nòng con này thì 37 ly. Rất nhỏ nhẹ cho các bác về sử dụng gia đình thôi. Con này thì có thể kéo được khoảng tầm 540 đổ về. Nói chung là các bác kéo 50 thì vẫn có thể tải được. Nhưng mà nó hơi yếu một tí xíu. Còn nếu mà đúng ra thì các bác kéo khoảng tầm 540-45 đổ về. Đó, tích hợp trục giật trợ lực, giật rất là nhẹ nhàng các bác nhá.
giá chỉ 3.300.000 cho một con máy cưa Estin 170C, ký hiệu là N3 các bác nhá. Lô hôm nay là lô chữ N. Đó, cho các bác về sử dụng. Có tích hợp trục giật trợ ốp lam tăng chỉnh xích nhanh thì không cần phải khóa vặn bằng típ hay là gì cả. Vặn bằng tay cực kỳ dễ dàng vào các bác nhá. Và con này thì cái ốp lam này không phải là yếu ớt gì đâu ạ, cực kỳ chắc chắn luôn các bác nhá. Dạ vâng, tiếp đến là một con N4. Con này là mang thương hiệu Echocurit, nóng 40 ly, công suất của nó là 40cc các bác nhá. Con này thì lam của nó thì cũng cực kỳ chất lượng luôn. Lam theo máy là một chiếc lam tản nhiệt các bác nhá. Lam tản nhiệt này, lam nguyên zin của cây máy. Và con này thì đã lên xích lớn cho các bác luôn rồi nha. Lên xích lớn luôn rồi. Mà theo máy con này thì cả chúng em đã lên cho các bác một sợi xích mới. Lam con này mặt cắt là được 40 phân. Mặt cắt con này được 40 phân các bác nhá. Lam dài 45 phân, mặt cắt được 40. Đó, tình trạng mặt tiền cũng khá là đẹp, khá là chất lượng các bác nhá. Tích hợp hai ốc lam vặn trực tiếp bằng khóa 13, cực kỳ bài bản và chất lượng luôn. Con này cũng chả cũng nguyên zin nguyên bản và con này được tích hợp chụp giật trợ lực cho các bác nhá. Chụp giật trợ lực luôn ạ. Một con máy cưa Echocurit thì của hàng con này là thương hiệu của Nhật Bản các bác nhá. Thương hiệu của Nhật Bản. Giá con này thì cực kỳ hữu nghị luôn, chỉ 3 triệu đồng, cửa hàng chúng em miễn phí ship và tặng kèm phụ kiện. Con này là nòng đứng luôn các bác nhá, nòng đứng, nòng 40 ly, công suất của nó là 35cc. Đấy. Khá là chất lượng. Các bác nào mà lựa chọn con này thì về xài thì cực kỳ sướng luôn. Lợi xăng, tiết kiệm nhiên liệu, linh kiện thay thế sửa chữa dễ dàng, tích hợp chụp giật trợ lực luôn, giật rất là nhẹ nhàng. Máy nổ thì cực kỳ êm luôn các bác nhá. Sử dụng tầm trung hoặc là khai thác về gia đình, nhỏ nhẹ cắt gia đình hoặc là sử dụng khai thác tầm trung, cực kỳ chất lượng luôn. Con này thì các bác cái lựa chọn thì về xài thì bao la bát ngát luôn các bác nhá. Cực kỳ bền bỉ, em nghĩ là một con máy cưa em nghĩ phải sử dụng khoảng hỏng mất hai con máy cưa Trung Quốc thì may ra con này thì mới có thể hỏng để tham mua được con mới được. Đó. Rồi, còn các bác nào mà muốn khỏe hơn một tí xíu thì các bác lựa chọn cho em con này, một con máy cưa Echocurit 3700, công suất của con này thì 37cc các bác nhá. 37cc các bác, nòng của nó là em nghĩ là khoảng tầm 40-41 ly gì đó, 41 ly gì đó. Đó, tích hợp vẫn là hai ốc lam vặn trực tiếp bằng khóa 13. Con này thì theo máy thì cây lam của nó thì có hơi phần hơi ngắn một tí xíu. Lam con này là mặt cắt được 35 phân thôi. Mặt cắt được 34-35 phân. Đó. Con này thì cả chúng em bán với giá là 3.050.000 các bác nhá. Lốc con này là lốc nhôm luôn các bác nhá. Lốc là lốc nhôm luôn, không phải là dòng lốc nhựa các bác nhá. Lốc kim loại, lốc nhôm. Một con máy cưa cũng khá là cân nặng đầu máy không là đã 4,2 kg rồi. Cả làm xích và nữa thì em nghĩ là khoảng tầm gần 5 kg. Và con này thì nó được tích hợp xả áp ở đây các bác nhá. Có cái phần xả áp ở đây, giật rất là nhẹ nhàng. Mang thương hiệu Echocurit, con này máy móc tình trạng vẫn là nguyên zin nguyên bản, linh kiện thay thế sửa chữa dễ dàng, máy móc thì cực kỳ lợi xăng. Em đã căn chỉnh dọn nổ, tết nổ tất cả con này hết rồi. Cực kỳ êm, chất lượng. Tiếng nổ của dòng Echo ấy thì nó cực kỳ là chất lượng luôn các bác nhá. Đó, nó không bao giờ mà nó bị rét quá mà tiếng nổ của nó rất là êm. Để chạy các bác về mà sử dụng dòng Echo này để chạy gang ti thì cực kỳ êm luôn các bác nhá. Đó, máy móc con này thì nó cũng cực kỳ bền luôn. Cam kết cho các bác về sử dụng thì quá là bền và chất lượng luôn. Thương hiệu Echo thì cực kỳ nổi tiếng rồi các bác nhá, của thương hiệu Nhật Bản.
Dạ vâng. Tiếp đến là con N6, một con máy cưa cũng thương hiệu Echokirit. Con này thì công suất 35cc, nòng của nó là 40mm các bác nhá. Có tích hợp xả áp ở đây để giúp giật nhẹ nhàng hơn. Và con này thì nó có được tích hợp núm mâm xăng phụ này, e gió tự động này. Đó, tích hợp ốp lam tăng chỉnh sinh ốp lam tăng chỉnh trực tiếp trên phần lam. Ốp lam của này là hai ốc vặn trực tiếp bằng khóa 13 các bác nhá. Và điều đặc biệt của con này đây ạ, là một theo máy là một cây lam tản nhiệt Latin luôn các bác nhá. Đây, đầu Latin cực kỳ sắc nét luôn. Nguyên zin theo máy luôn các bác nhá. Và cây lam này thì nó có mấy cái phần tản nhiệt ở đây này. Đó, giúp cho mát cái phần cây lam. Và đầu là lam mũi nhọn, lam mũi nhọn lam Latin các bác nhá. Đấy, con này thì lam con này mặt cắt là được 40 phân. 40 phân. Mặt tiền con này khá là đẹp luôn. Phần bô của nó này chưa hề có vết han gì các bác nhá. Một con máy như sưu tầm luôn các bác nhá. Con này thì cả chúng em đang bán với giá là 3.100.000. Đó. Theo máy là cây lam Latin luôn các bác nhá. Xài cực kỳ bền luôn ạ. Một cây lam Latin này nếu mà để cho cửa hàng chúng em bán ở ngoài thì nó rơi vào tầm khoảng 8-900 ngàn này các bác nhá. 8-900 ngàn một cây nguyên zin của nó đấy ạ. Đấy. Máy con này lại cực kỳ đẹp và xuất sắc nữa. Đó, tiếng chạy rất là êm. Nổ gang thì cực kỳ êm luôn các bác nhá. Cửa hàng chúng em miễn phí ship và tặng kèm phụ kiện các bác nhá. Các bác nào muốn đặt hàng con này thì đọc cho em cái mã là N6 các bác nhá. Dạ vâng. Và bây giờ thì cửa hàng chúng em là qua những dòng máy cưa giá rẻ sử dụng gia đình các bác nhá. Đầu tiên là một con máy cưa N7, giá của nó là 2.050.000. Một con Echokirit 3.100, tình trạng máy móc quá vip và xuất sắc luôn các bác nhá. Hai ốc lam vặn trực tiếp bằng khóa 10 này. Các bác nhìn cái phần ốc lam này, chưa hề có vết han gì luôn các bác nhá. Con này thì em nghĩ là đẹp 99% luôn ạ. Quá đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Tình trạng như thiếu thùng luôn các bác nhá. Echo này, cây lam là nguyên zin nguyên bản nhá các bác nhá. Xích là vẫn là nguyên zin của nó luôn. Đấy, mắt xích khá là to bản các bác nhá. Em nghĩ là chủ này về người ta mua cho vui thôi chứ người ta không có sử dụng. Đấy. Nhập về hàng bãi Việt Nam cực kỳ đẹp và chất lượng luôn. Con này thì công suất của nó là 30cc. Giá của nó là 2.050.000. Đó. Tích hợp có núm bơm xăng đầy đủ chất lượng luôn các bác nhá. Một con máy cưa tay dài tình trạng sưu tầm cực kỳ đẹp luôn. Đấy, đẹp như hậu luôn các bác nhá. Dây giật này, các bác nhìn qua sợi dây giật này. Dây giật nguyên zin của nó luôn các bác nhá. Cực kỳ đẹp đúng không ạ? Đó. Một con máy cưa Echo tay dài nhỏ nhẹ cho các bác về sử dụng gia đình, công suất 30cc, cực kỳ chất lượng luôn các bác nhá. Nòng của nó con này là 38 ly. Vâng, và qua tiếp là con N8, một con máy cưa cũng cực kỳ đẹp và xuất sắc luôn các bác nhá. Một con máy cưa Ryobi có tích hợp núm mơn xăng phụ đầy đủ cho các bác. Con này thì cả chúng em đã lên cho các bác luôn một sợi xích mới rồi này. Đã lên một sợi xích mới rồi các bác nhá. Đó. Làm con này mặt cắt là được 30 gần 35 phân. Gần 35 phân, xích là đã lên xích mới các bác nhá. Một con máy cưa Ryobi cũng cực kỳ đẹp vip, hai ốc lam luôn các bác nhá, vặn trực tiếp bằng khóa 10. Đấy. Giá con này là chỉ 1.950.000. Một con máy cưa Ryobi cho các bác về sử dụng gia đình, công suất của nó là cũng là 30cc các bác nhá. Còn các bác nào mà muốn khỏe hơn một tí xíu thì các bác lựa con này, một con máy cưa Komatsu Genowatt G320, công suất 32cc các bác nhá. Đấy, giá lại cực kỳ rẻ, chỉ 1.800.000. Máy móc con này thì khá vip và chất lượng luôn.
vẫn là hai ốc lam bạn trực tiếp bằng khóa 10 các bác nhá. Lam con này theo máy là 30 phân. Dạ, lam con này theo máy thì có 30 phân thôi. Đó. Nhưng mà công suất con này thì lại cực kỳ khỏe luôn các bác nhá. Một con máy cưa N9, máy đẹp, hàng chất lượng Komatsu Genowatt. Các bác nào mà đã đam mê với cái dòng máy cưa Echo rồi thì không ngần ngại cần tìm một chiếc máy cưa gia đình thì các bác lựa chọn con này các bác nhé. Một con máy cưa cực kỳ rẻ luôn, chỉ 1.850.000 N10, 1.850.000, công suất của nó là vẫn là 30cc các bác nhé. Hai ốc lam vẫn trực tiếp bằng khóa 10. Con này lam, con này mặt cắt là được 35 phân. Mặt cắt được 35 phân các bác nhé. Có đầy đủ núm bơm xăng phụ, đầy đủ chất lượng của nó luôn. Linh kiện thay thế sửa chữa dễ dàng, nhỏ nhẹ cho các bác về sử dụng gia đình. Cầm đi rẫy đồ linh tinh thì các bác cầm đi cực kỳ nhẹ nhàng luôn các bác nhá. Thì cực kỳ khỏe, tiếng máy nổ thì cực kỳ thoáng và giá lại cực kỳ hữu nghị luôn. Chỉ 1.850.000 cả hàng chúng em miễn phí ship và tặng kèm phụ kiện. Nha. Tiếp đến là một con máy cưa tay dài hệ Tananka các bác nhá, máy siêu VIP siêu chất lượng luôn. Giá chỉ 1.900.000, dây giật các bác này. Mới keng xe beng luôn các bác nhá. Đấy. Đây là sợi dây giật của nó đấy ạ. Nguyên zin theo máy, con máy này thì cực kỳ đẹp luôn, tình trạng ấy cũng như là thiếu thùng các bác nhá. Nó là tích hợp một ốc lam nhưng mà ốc lam lớn các bác nhá. Ốc lam là ốc lam 13. Con này lam, con này mặt cắt là được 35 phân, được tăng chỉnh trực tiếp trên phần cây lam luôn các bác nhá. Tăng chỉnh xích ạ, cực kỳ tiện lợi và dễ dàng luôn. Phần bô của nó này. Quá đẹp đúng không ạ? Đấy, ngoài trời thì bây giờ nó cũng đang tối tối dần rồi thì cả chúng em xin phép về còn mấy cái đấy thì quay nhanh cho các bác xem qua các bác nhá. Có núm bơm xăng đầy đủ chất lượng các bác nhé. Giá lại cực kỳ rẻ, chỉ 1.900.000. Cùng trong video ngày hôm nay là một con máy cưa tay cụt hiệu Ryobi N12 giá 1.900.000 các bác nhá. Các bác nào mà nhu cầu mà hay cắt trên cao này hoặc là hay trèo trên cây để cắt tỉa cành nhánh đồ linh tinh mà không thể cầm được hai tay ấy, thì các bác lựa chọn con tay cụt này giúp cửa hàng chúng em các bác nhá. Núm bơm xăng phụ đầy đủ, mang thương hiệu Ryobi thì cực kỳ bền thôi. Công suất con này vẫn là 30cc các bác nhá. 30cc, hai ốc lam đầy đủ lam, con này mặt cắt được 35 phân, được tăng chỉnh trực tiếp trên phần cây thân lam này. Đấy, máy cũng khá là đẹp và chất lượng luôn. Con tay cụt vàng ươm, máy móc xuất sắc. Con này thì nó đã hết xăng mất rồi các bác nhá. Máy móc cam kết cho các bác là dọn nổ tất cả ngon lành hết rồi các bác nhá. Đó, con này thì cả chúng em là vừa nãy bỏ ra quay video thì không may nó bị hết xăng mất rồi. Đấy. Vâng, và máy thì cả chúng em đã test nổ căn chỉnh dọn nổ tất cả ngon lành hết rồi. Các bác nào mà muốn lựa chọn con nào, muốn đặt hàng con nào thì đọc giúp cho em cửa hàng chúng em cái mã mà cửa hàng chúng em đã đánh dấu trên từng con máy rồi các bác nhá. Và giá công khai ở trên này là đã bao gồm phí ship hết rồi. Các bác cảm thấy mà ưng ý con nào ấy ạ, cảm thấy được con nào, muốn đặt hàng con nào rồi thì các bác liên hệ cho cửa hàng chúng em
cửa hàng chúng em không cần cọc, chỉ cần để lại địa chỉ, số điện thoại cũng như là tên. Nên là các bác vui lòng xem kỹ video giúp cửa hàng chúng em các bác nhé. Các bác cảm thấy thật sự mà ưng ý muốn đặt hàng thì các bác hãy để lại địa chỉ, số điện thoại cũng như là tên, để tránh tình trạng thì khi mà tại vì cửa hàng chúng em không cần cọc này, đôi khi là nó hàng tới các bác lại không ưng ý, lại thế này thế kia thì cũng rất là phiền lòng cho cửa hàng chúng em. Nên là các bác cực kỳ thông cảm cho cửa hàng chúng em các bác nhé. Vâng, và cửa hàng chúng em xin chào các bác, hẹn các bác vào video sau.